Thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 chính thức bước vào phiên khai mạc. Dự kiến ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 8 ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự đối với chức danh Chủ tịch nước. Trước khi khai mạc chính thức, Quốc hội sẽ tiến hành họp phiên chủ bị, xem xét các nội dung dự kiến trình kỳ họp và xem xét thông qua chương trình kỳ họp. Theo chương trình dự kiến của kỳ họp trình Quốc hội được thông qua, tại ngày họp đầu tiên, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự với chức danh Chủ tịch nước, theo quy định của Hiến pháp pháp luật. Cũng trong phiên họp sáng nay, dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Đây là một trong những điểm mới ở kỳ họp này. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 là kỳ họp có nhiều nội dung, nhiều vấn đề lớn, nhiều dự án lớn với phương pháp tiếp cận mới, số lượng đề án nhiều nhất kể từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Hiện khoảng 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy vậy, ngành công nghiệp phụ trợ vẫn cần những đầu tư mang tính bản lề để doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng cứng và những chính sách mềm cho các doanh nghiệp vận dụng được. Việc giữ đơn hàng và chuyển đổi sản xuất phải song hành để doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Theo các doanh nghiệp, những yếu tố căng thẳng địa chính trị, biến động kinh tế toàn cầu đã khiến nhiều tập đoàn đa quốc gia cắt giảm đầu tư vào chuỗi cung ứng phụ trợ. Đơn hàng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vì thế cũng sụt giảm đáng kể. Điều này cho thấy bản thân các doanh nghiệp nội địa vẫn còn gặp nhiều sức ép. Việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp sẽ đóng vai trò then chốt. Chúng tôi là một nhà máy chuyên về công nghiệp phụ trợ. Đấy, do đó là các cái doanh nghiệp sản xuất mà họ đã cắt giảm đầu tư ấy, thì chúng tôi sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà cung cấp các cái sản phẩm vào cho họ. Ví dụ như là đơn hàng của họ mà giảm sút, đấy thì các cái máy móc đóng gói ở chúng tôi là cũng sẽ đầu tư, họ cũng sẽ giảm bớt đi. Họ sẽ không đầu tư mới vào cái máy móc ở trong đó, trong cái khâu đấy nữa. Theo người đứng đầu hiệp hội, chính phủ cần sớm xây dựng và trình để ban hành luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn, đơn hàng cho các doanh nghiệp phụ trợ trong nước. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam mới tham gia sâu được khoảng 25-30% thị phần trong ngành công nghiệp phụ trợ. Còn lại doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế với 70-75% thị phần. Cái rủi ro thứ nhất là suất đầu tư thì lớn, công nghệ kỹ thuật thì cao, hàng hóa lại lệ thuộc vào cái người mua. Đang chờ đợi một cái đạo luật riêng về công nghiệp hỗ trợ. Có như vậy nó mới đủ sức để đưa ra những cái định chế mới, thiết chế mới, hỗ trợ thực sự cho công nghiệp hỗ trợ. Theo các chuyên gia, việc phát triển sản xuất công nghiệp chủ lực cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Bên cạnh nỗ lực cải tiến sản xuất và tăng năng lực để tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế, đòi hỏi doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước cần chủ động kết nối, hợp tác với nhau để phát triển chuỗi cung ứng cạnh tranh, bởi các nhà sản xuất đầu cuối đang có xu hướng yêu cầu nhà cung ứng trong nước hoàn thiện cả chuỗi linh kiện đa chi tiết, thay vì chỉ dừng lại ở những linh kiện riêng lẻ như trước đây. Từ nguồn vốn vay không lãi suất, các mô hình kinh tế do phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai làm chủ đã mang lại hiệu quả tích cực. Họ chủ động trong sản xuất, nỗ lực thay đổi cuộc sống với sự hỗ trợ từ chương trình Góp Tiếng Nói Thêm Bình Đẳng. Gia đình chị Hầu Thị Mỹ vay 10 triệu đồng không lãi suất để mua 3 con lợn và xây chuồng kiên cố. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật và được chuyên gia hướng dẫn, đàn lợn của chị tăng trưởng nhanh, hứa hẹn thu nhập tốt cho gia đình. Trước kia nghèo lắm, không có tiền để đầu tư chăn nuôi đâu. Nhờ nguồn vốn vay này mà gia đình đã bán được một lứa rồi, mua thêm đồ dùng trong gia đình, sau này cũng sẽ đầu tư nuôi thêm. Sau một năm triển khai, dự án Góp Tiếng Nói Thêm Bình Đẳng đã hỗ trợ 15 phụ nữ dân tộc thiểu số với tổng giá trị 150 triệu đồng. Số vốn hoàn trả sẽ được xoay vòng. Dự án cũng tổ chức tập huấn về bình đẳng giới và quyền trẻ em cho hơn 100 người hưởng lợi trực tiếp và 3.000 người hưởng lợi gián tiếp. Qua những buổi tập huấn này, tôi cảm thấy là mình được đi ra ngoài nhiều hơn, học hỏi thêm được nhiều kiến thức hơn. Phụ nữ có trách nhiệm hơn đối với gia đình và ngoài xã hội ạ. Những chị em phụ nữ mà được tham gia thì đã có cái sự tự tin hơn và quyết đoán hơn trong cái việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong gia đình, đã có sự chia sẻ và giúp đỡ nhau cái trong cái hoạt động của gia đình của hội viên ạ. Dự án Góp Tiếng Nói Thêm Bình Đẳng đã góp phần thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, góp phần để người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Mới đây, Bệnh viện Bình dân TP.HCM vừa thông báo đã thực hiện thành công các phẫu thuật bằng robot để cắt bỏ khối u đại tràng và các hạch ung thư cho bệnh nhân 89 tuổi. Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất trong số gần 3.000 ca phẫu thuật bằng robot mà bệnh viện đã thực hiện kể từ khi triển khai công nghệ này vào cuối năm 2016. Bệnh nhân Quy là một cán bộ hưu trí, nhập viện trong tình trạng đi tiêu phân đen, đau mỉ vùng bụng bên phải, ăn uống kém, thiếu máu, có tiền sử bệnh tim và suy mòn nặng, chỉ còn 34kg. Kết quả CT scan cho thấy có khối u đại tràng phải và nhiều hạch lan rộng. Sinh thiết sau nội soi xác định khối u là ung thư. Các bác sĩ tại Bệnh viện Bình dân đã quyết định phẫu thuật bằng robot để hạn chế sự xâm lấn và cứu sống bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài 120 phút, khối u và các hạch xung quanh được loại bỏ hoàn toàn và bảo tồn được các mô lành trong ổ bụng của người bệnh. Sau khi cắt 40cm đại tràng phải chứa các khối u, robot đã hỗ trợ các bác sĩ nối hai đầu đoạn chuột lại với nhau, tái lập lưu thông đường tiêu hóa, giúp bệnh nhân có thể đại tiện tự nhiên mà không cần mở hậu môn nhân tạo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống ngon miệng trở lại, kết quả siêu âm ổ bụng sạch, không có dịch và được xuất viện sau 10 ngày hậu phẫu. Tại huyện Ba Thước, Thanh Hóa, hai điểm trường lẻ của trường tiểu học Thành Lâm bị hư hỏng, mất an toàn. Hiện các cấp ngành đang khẩn trương chuẩn bị xây dựng điểm trường mới an toàn hơn cho thầy và trò nơi đây. Hai điểm trường khu bầm và khu leo thuộc trường tiểu học Thành Lâm xây dựng hơn 20 năm trước hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mưa kéo dài làm lộ rõ hư hỏng, không bảo đảm an toàn cho thầy và trò. Có mưa bão thì các phòng không ổn định nữa, bị dột thì chúng tôi bắt buộc phải xin ở các nhà dân. Dùng quá nhiều, cộng với là nứt tường, nứt móng, ban đầu nhà trường cho cắt điện, với là không cho học sinh với giáo viên vào đây nữa. Để chương trình giáo dục không bị gián đoạn, trường tiểu học Thành Lâm đã cải tạo cơ sở vật chất, chủ yếu mang tính chắp vá. Những ngày mưa to, học sinh phải chuyển đến nhà văn hóa thôn, gây khó khăn cho việc dạy và học tại điểm trường khu bầm và khu leo. Xã cũng đã có quy hoạch quỹ đất, thì cũng đang báo cáo về huyện để tham mưu trong thời gian tới thì để ổn định lâu dài cho hai cái điểm trường này thì sẽ phải chuyển đến địa điểm mới để xây trường mới. Ủy ban nhân dân huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa đang phân công các phòng ban khẩn trương tiến hành thủ tục xây dựng điểm trường mới cách hai điểm trường cũ khoảng 3 km, bảo đảm điều kiện dạy và học cho thầy trò trường tiểu học Thành Lâm. Với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu luôn bám dân, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Hiện các chiến sĩ giúp bà con thu hoạch lúa mùa, thắt chặt tinh thần quân dân ở vùng biên giới. Từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xì Lờ Lầu đã hành quân xuống bản để giúp người dân thu hoạch lúa mùa. Với phương châm giúp nhà nào gọn nhà đó, đơn vị đã huy động lực lượng để hoàn tất việc gặt, thu gom mang lúa về bản trong thời gian nhanh nhất. Các chú bộ đội xuống đây gặp giúp nhà mình rất là cảm ơn các chú bộ đội. Tôi rất vinh dự khi được cùng cán bộ chiến sĩ xuống bản giúp bà con gặt lúa, phát triển kinh tế. Tỉnh Lai Châu có 22 xã biên giới với nhiều thửa ruộng bậc thang. Với phương châm lúa chín tới đâu thu hoạch tới đó, cán bộ chiến sĩ biên phòng không chỉ tuần tra mà còn hỗ trợ bà con thu hoạch lúa, tránh rủi ro do thời tiết, gắn kết tình dân quân thêm bền chặt. Chúng tôi cử cán bộ xuống địa bàn này giúp bà con thu hoạch hoa màu, lúa, hướng dẫn bà con các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, từ đó giúp bà con nâng cao thu nhập. Trong niềm vui được mùa, sự hỗ trợ của lính biên phòng đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho đồng bào biên giới hăng say lao động xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.